sinh sản ra được đúng 30 con đấy. Là từ lúc nuôi đến bây giờ là đều thuận lợi, chưa có bị sóng gió gì đúng Chưa chưa không? bị, nó chỉ bị đi ngoài sơ sơ thì em cho uống mấy cái quả với ăn muối thì nó là hết. Bây giờ nó dính một cái nặng luôn. Mà mình nuôi 2 năm trời mình lập chuồng trại biết bao nhiêu đấy, bây giờ chưa bán được con nào, chưa bán được con nào, bây giờ lại bị thế này chả được. Đấy thì bây giờ là em tách những cái con khỏe ra đi, xong rồi mua thuốc chích ngừa cho nó. Mỗi con là cũng tốn 500 ngàn đấy. Tháng ví dụ như là bây giờ chích này này thì đúng ngày này tháng sau mình chích thêm một lần nữa. Đó thì mới mới cứu được, chứ còn cái bệnh tiêu chảy thực sự là thuốc ở đây thì anh điều trị được, nhưng mà nó biến chứng nhiều lắm. Em thấy là những cái khe chân á là nó bị xước nha. Nó xước nó chảy máu. Cái thứ hai nữa là cái bàn chân này này là nó sưng lên, có những con nó sưng đỏ luôn. Tại vì mới có một con thì mình chưa có thể phát hiện ra được. Còn thường phổ biến là cái bệnh như vậy. Nó sưng bàn chân thì nó mới mới làm nó phải co cái đuôi nó lên để mà nó đặt cái bàn chân lên, bởi vì nó rất là đau. Đó, rồi nó sinh ra nó sốt cao, nó đổ nghẹt mắt này, rồi chảy mũi này, rồi viêm phổi, trụy tim, cái đấy mới là khó khó điều trị. Của em mà nó bị đâu đây khoảng độ 1 tuần 10 ngày rồi là đấy ạ. À? Chắc chắn là đấy, vì lúc trước em nuôi trong nhà vì chật quá, trước mình nuôi 20 con đó này, nó đẻ ra thành 40 con 50 con chật quá, năm nay mới làm cái chuồng này, mới làm cái chuồng này mới đưa ra đây được chục ngày thì phát hiện ra nó đi cái phân sinh mà nó liếm bàn chân với lại là lông của nó trong phân có. Liếm bàn chân có nghĩa là cái lòng bàn chân này nó đang bị sưng, và nó đang ngứa, đang nhức những cái chỗ khe chân này này, do nó đang bị nứt. Cho nên là bây giờ thế này nè, là như nhà em vườn rộng không? Nếu mà nuôi ấy, thực sự nếu mà muốn về lâu dài đấy là phải chia nhỏ nó ra ở nhiều khu khác nhau. Như như anh này này là anh phải chia ra làm bốn nơi khác nhau. Ví dụ như là chẳng may cái chỗ này nó bị thì nó sẽ không lây đến cái chỗ kia. Cái thứ hai nữa là khi mà ví dụ như là trường hợp mà những con trồn mà nó bị bệnh như vậy á, thì mình có những cái chỗ để mình nhốt nhốt riêng nó ra, nuôi con này như là cách ly covid thì đó, như vậy. Thì như vậy thì mình bảo tồn được, chứ còn bây giờ mà bị một phát nói chứ mình gầy lại là biết bao nhiêu tiền bạc công sức. Thì có ít thì đi làm được, Ừ. chứ còn bây giờ nó nhiều nên là không có thời gian để đi làm. Buổi sáng rồi cho nó ăn xong rồi nhiều gian lại đâu có đi làm được gì đâu. Bây giờ anh nói như này, như như bản thân anh á, anh nuôi ở bốn trại nhưng mà anh vẫn công việc chính của anh bên nghề sức khỏe, anh vẫn đi chỗ này chỗ kia được. Bởi vì sao? Thứ nhất thế này này, chính ra đấy em cho ăn cháo là một cái rất mất thời gian. Em phải nấu cháo này, em phải nấu cháo nhé. Rồi xong đó là khi mà nó ăn xong mà em phải đi rửa cái máng ăn của nó đúng không? Mà thực sự đó, ăn cháo thì nó lại ỉa rất rất nhiều. Đó. Mà cái ăn cháo nó ỉa rất là thối. Ừ. một một cái nữa là cái này này, ngay cả cái máng uống cũng vậy nữa. Nếu như bình thường em cho uống thủ công, một ngày em đi em châm nước bình cho từng con một, như vậy cũng rất là mất thời gian đó. Còn ví dụ như là em nuôi 60 hay là 100 con nhưng mà em hoàn toàn là cho cái ăn thức ăn khác á, có nghĩa là ngoài cháo là rất là khỏe luôn. Tại vì cho ăn mình đâu có phải là đưa mỗi con một cái máng ăn cho nó đâu. Ừ, đó. cái bọn này cái chuồng của em là từ xưa này em nuôi em rất sạch, buổi sáng là em tưới gần xong rồi em lấy chén đũa và lấy bát của nó ra rửa sạch tưng xong rồi em để đó cho nó, em để lại vào cho nó nó ăn xong rồi đến trưa là chiều là em đem ra em rửa lại buổi tối em cho ăn. Làm kỹ lắm mà mình cứ nghĩ là con trộn nó sẽ khỏe mình không
bây giờ tách ra đi xong bắt đầu chích ngừa rồi nhắn cho anh cái địa chỉ. Bây giờ có một con đúng không? Bây giờ thế này này, cái con những cái con mà ở sát những cái chuồng của cái con bệnh đó đó thì cũng tách nó ra. Những cái con đó là những cái con mà cái xu hướng là bị rồi đó, nhưng mà nó ủ bệnh thôi. Đó, những cái con đó đó là em tách ra đi. Rồi sau đó là nhắn cái địa chỉ anh gửi cho em một cái liều thuốc từ 5 đến 7 ngày điều trị dứt điểm cái tiêu chảy đó, xem nó như thế nào đó. Còn cái đàn chưa bị thì bây giờ chích ngừa nó đi. Được. Với cái nữa là chích cái vitamin khoáng chất cho nó để nó tăng cường sức đề kháng lên đó. Cái đấy thì không có nhiều tiền đâu, đi ra tiệm thuốc y có. Đấy thì chết cho nó đi. Thì đúng rồi, bây giờ đã bệnh như vậy là mệt lắm mà còn sụt 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 đi mấy ký. Đúng rồi, phải tạm ngưng đi chứ, ví dụ mình bán cho bà con mà nó về chẳng may làm sao đâm ra mang tiếng. Bây giờ nếu mà test ấy, thì cái vợt đó là phải phải cẩn thận nha. Chứ chứ ví dụ cái vợt đó mà mắt con này xong thì con kia là nó lây từ cái vợt đó nữa đó. Rồi thế thì cứ thế này làm như vậy đi, vậy có gì thì nhắn tin nha, anh tư vấn cho. Rồi 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 rồi.